Xe vừa về đến bãi luôn anh chị ạ. Hôm nay em mua được một chiếc Vios số sàn đời 2016. Vừa về đến bãi luôn là em quay luôn cho anh chị. Đây. Đẹp xuất sắc luôn anh chị ạ. Nhìn vô lăng thì anh chị biết này, cái khóe vô lăng này gần như là chưa chưa mòn một chút nào luôn. Đấy. Khóe vô lăng này. À, nếu mà anh chị nào am hiểu về cái dòng Vios mà mua am hiểu về mua bán xe cũ, anh chị nhìn vào cái vô lăng này là anh chị biết một chiếc xe chạy ít. À, chia sẻ với anh chị là chiếc xe này lốp theo xe còn 3 quả nhé. Lốp theo xe zin đấy anh chị ạ, và đặc biệt là củ số của nó này. Đầu củ số này chưa có một độ bóng gì. Đấy anh chị ạ, nguyên sần này. Đấy, và đây là số km xe đã đi được ODO. Ủa, một chút nữa thôi thì năm số 7 anh chị ạ, xe đi được 7 vạn 7 rồi. Đấy, và đặc biệt là bác chủ trang bị full đồ rồi anh chị nhá. Đấy. Màn Android này, cam nồi sắc nét này. Đấy, cam hành trình đầy đủ này. Và đặc biệt em thích nhất chiếc xe này, đó là trần nỉ nguyên bản của xe, không có bọc ni lông hay là bọc 3D gì anh chị nhé, nhưng mà trần nỉ là đẹp căng luôn đấy. Và ghế da này đấy, ghế da vẫn còn căng luôn. Bộ ghế da này thì bác chủ bọc từ mới nhé, chiếc xe này một chủ từ đầu biển Hải Dương em đấy. Và bác chủ nguyên bản của nó thì là ghế nỉ thôi anh chị ạ, và bác chủ bọc ghế da từ mới rất là căng, kể cả là bên ghế phụ đấy anh chị có thể thấy. Xe không một ngày dịch vụ, thảm nó sàn, thảm táp lô rồi anh chị nhá, và táp lô này đấy, nhựa nó vẫn còn nguyên sần này, căng đét luôn anh chị ạ. Đấy. Không có một chút dầu bóng gì nhá, hệ thống điều hòa cơ thôi thì anh chị biết rồi, Vios thì nó vậy đúng không ạ. Chìa khóa zin theo xe đấy, và đặc biệt củ số này Vios E số sàn 2016 mà chạy như này thì cũng khá là ít luôn anh chị ạ. Đấy, những nút bấm này, nút này của nó này. Đấy, còn nguyên dấu mực anh chị nhá, sắc nét luôn ạ. Đấy, nhựa anh chị có thể thấy, nhựa xe nó rất là tươi luôn. Đấy, rất là tươi luôn ạ. Không bị xước nhá, kể cả táp ni này. Không bị xước luôn, và nhựa nó rất là mới, rất là cứng xe luôn ạ. 2016 như này là rất rất hiếm anh chị ạ. Và đặc biệt đây, xe em vừa mua về thôi, trời đang mưa nhưng mà chân côn và chân phanh này đấy anh chị thấy không ạ. Đấy, rất là dày nhá, nó chỉ két cái mấy hôm nay mưa quá, két cái đất cát ở dưới thôi. Đấy, và đây là nội thất của xe. Ghế lái này, từ mặt ghế đến lưng ghế anh chị nhá, nó chỉ hơi xuống màu theo thời gian thôi. Và xe thì bên em bao check giúp cho anh chị đầy đủ, cam kết bằng văn bản cho anh chị đầy đủ. Chiếc xe này thì nguyên zin anh chị ạ, không mất một phân keo chỉ nào. Đấy. Màu đen anh chị nhá, ngoại thất màu đen. Mép cửa thì không có vết han gì luôn ạ. 2016, xe sản xuất vào 2016 và chiếc này là máy đen anh chị nhá. Đấy, anh chị có thể thấy cái đồ thép của Tota nó cực kỳ bền anh chị ạ, nó sáng loáng này. À, ốc bàn này chưa có một dấu hiệu vặn mở gì. Xe có trang bị trải sàn da rồi, ghế da đầy đủ rồi anh chị nhé, và ghế da thì còn đẹp. À, đây hàng ghế thứ hai này, mua chiếc xe này về thì anh chị không cần phải làm gì thêm cả, chỉ việc sử dụng thôi. Tắp ni cửa nhé. Xe mộc mạc luôn. Rất cứng xe anh chị ạ. Thực sự mà anh chị là đối với một cái chiếc xe Vios mà đi 7-8 vạn, cứ gọi là 8 vạn đi, nó còn mới lắm. Đấy, trần nỉ này gần như mới. Đó, nội thất này
Chiếc xe này mà anh chị nào mua về chạy dịch vụ thì hết ý này. Hoàn toàn là an tâm về chất lượng. Đây là lốp theo xe này. Đun lốp nha anh chị nhé. Lốp đun lốp. Đun lốp là lốp chính hãng, lốp lắp theo xe. Nhựa xe cũng rất là tươi. Đun lốp này. Lốp đun lốp nhá. Đét 16 này. Đét 16 anh chị nhá. Lốp theo xe. Hơi mòn đi thôi vì đương nhiên rồi anh chị ạ. Nó mòn là đúng rồi. Bởi vì là 2016. Lốp này anh chị đi được khoảng 2 3 vạn nữa thì cũng nên thay thôi. Cụm đèn sau zin của xe. Đấy. Xe chưa đánh bóng nhưng còn rất đẹp. Cam nùi đầy đủ rồi. Biển Hải Dương nha anh chị nhá. Máng nước và đinh tán còn zin, ốc cốp sau cũng vậy này. Zin luôn anh chị nhá. Ốc cốp sau zin hết ạ. Chỉ thì không mất phân nào rồi. Máng nước và đinh tán cũng zin. Không để đồ nhiều, không kéo đồ ra nhiều này. Cái phần nhựa cốp sau này. Đấy, nó không bị xước anh chị nhá. Có trang bị nót cao su rồi. Đây là lòng cốp. Cũng đun lốp nhá, lốp theo xe này, đét 16 này. Đấy, đương nhiên là hạ rồi. Lòng cốp thì nguyên bản nó hơi bụi một chút thôi, bởi vì xe em chưa dọn, xe mộc. Đấy. Xe mộc luôn anh chị nhá, nguyên keo chét nhà máy này. Đấy, hoàn toàn an tâm là phía sau là không đâm đụng gì anh chị nhá. Đấy, lốp thì vẫn theo xe. Không một ngày dịch vụ đâu anh chị ạ. Đèn còn zin. Đây là cũng lốp theo xe anh chị nhá. Hơi mòn chút. Đun lốp. Và đều là đét 2016 anh chị ạ. Tạp nì rất mới. Ghế da cũng vậy nha anh chị nhá. Này ổ khóa này. Chưa cậy mở gì. Có trang bị vè mưa bên ngoài rồi, dán phim cách nhiệt rồi. Ghế da vẫn còn căng đẹp luôn. Về vẫn sử dụng bình thường anh chị nhé, không phải thay giếc gì đâu. Đấy. Ốc bản lề zin. Ổ khóa cũng vậy. Ốc bản lề zin nha anh chị nhé. Thích nhất cái trần nỉ này này. Đẹp thực sự luôn. Táp lô thì bác chủ đã trang bị cái thảm táp lô rồi. Và đặc biệt của nó là không mất một phân keo chỉ nào đâu anh chị ạ. Anh chị có thể check giếc thoải mái. Check hãng. Mang theo thợ thuyền. Màu đen anh chị nhá. Chưa đánh bóng đâu. Chiếc này mà đánh bóng lên thì đẹp tuyệt vời anh chị ạ. Rất cứng xe luôn ạ. Chưa đánh bóng nhưng mà nhìn rất cứng xe. Cụm đèn zin ạ. Dán thẻ e-mát rồi anh chị nhá. Vỏ đèn còn rất trong. Vỏ đèn này mà đánh bóng lên thì như mới. Đây. Vỏ đèn này cũng vậy này. Đấy. ..2016. Rất ít xe Vios số sàn 2016 mà còn giữ được như này anh chị ạ.
Nhìn cái nút bấm này biết là nhiều chiếc Vios sử dụng nhiều nhá, những cái chỗ nút bấm này là nó mòn hết rồi, nó bật hết cái dấu mực rồi. Đây là khoang động cơ của xe. Thì như anh chị biết rồi, Vios thì được trang bị động cơ 1.5 lít với cái mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ loanh quanh khoảng 6 lít thôi, 6 lít rưỡi trên 100 km thôi. Và chiếc này là máy đen anh chị nhá. À, máy đen VVTi. Thì nhiều anh chị thì sẽ thích đi máy đen này hơn bởi vì nó sẽ cảm giác khỏe hơn nhá. Máy mới, máy trắng thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn một chút, khoảng 100 cây thì sẽ tiết kiệm hơn khoảng nửa lít. Tuy nhiên thì máy trắng nó sẽ cảm giác vượt xe nó sẽ yếu hơn máy đen hơn một chút nhé anh chị nhé. Đấy là đánh giá chung của khách hàng. Chiếc xe này thì anh chị hoàn toàn là an tâm rồi bởi vì xe 8 vạn, nó phải zin từ dàn cò. Và máy chiếc xe này em chưa rửa nhé. Tuy nhiên là tất cả những cái dấu mực đánh dấu CS của nhà máy nó còn đều còn zin hết anh chị ạ. Chưa động chạm một con ốc gì. Chưa chạm một con ốc gì đâu ạ. Và tất cả những cái đường ống còn zin hết ạ. Đấy. Về cái phần rằng và ốc tai các thứ này, chiếc xe này ốc rằng cũng còn zin anh chị nhá. Đấy, và ốc tai cũng vậy, rất là xuất sắc luôn ạ. Ốc tai của nó cũng còn zin hết. Đấy. Anh chị thấy không ạ? Kể cả là tai trong và tai ngoài nhá, và ốc cabo cũng vậy. Cabo zin. Đương nhiên rồi, vì ốc cabo zin mà anh chị ơi. Đấy. Thế nên là anh chị hoàn toàn là an tâm về chất lượng. Đấy. Ốc tai cả hai bên nhé, kể cả tai trong và tai ngoài. Đây con ốc tai ngoài zin này anh chị này chưa vặn mở một lần nào luôn. Tai trong cũng vậy. Và tai đèn cũng vậy anh chị nhé, cả hai bên luôn. Nói chung là một chiếc xe zin tuyệt đối anh chị ạ. Mà chạy ít nữa, rất là hiếm luôn anh chị ạ. Rất là ít trên thị trường. Xe sản xuất vào năm 2016 anh chị nhé. Chạy 7 vạn 7. 3 lốp còn theo xe. Một lốp thì do dính đinh nên bác chủ đã thay rồi anh chị nhé. Lốp thì hơi mòn một chút. Và lốp này thì anh chị về sử dụng được khoảng 2 đến 3 vạn nữa thì cũng nên thay rồi. Và xe đặc biệt là đã trang bị full đồ rồi. Như anh chị biết đó là màn Android, cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Ngoại thất thì có trang bị vè mưa, dán phim cách nhiệt đầy đủ rồi. Đấy. Hiện tại thì bên em đang chào bán chiếc xe Vios 2016 này với giá là 305 triệu anh chị nhé. 305 triệu bên em bao rút hồ sơ và giá cả có thể thương lượng được. Anh chị nào đang có nhu cầu, em mời anh chị qua bên em để xem xe và lái thử xe. Địa chỉ ở bên em là tại Xe Đẹp Hải Dương, số 8 đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.